Chuyện này ta ghi chép lại để nhớ về thằng anh em chí cốt của ta, thằng Quỳnh. Nơi nào Quỳnh gặp khó, nơi đó sầm ra tay. Quỳnh đã làm bột thượng, học trò của thầy Đoàn ngày xưa nè. Da trắng vũ bì bạch, có đói được không mà xưng là học trò của cha ta? Ê, da phải có thịt, thịt nướng cháy đen thui được. Các ngươi làm cái gì vậy? Lợi dụng việc chữa bệnh cho thầy Liễu, bị cáo Đoàn đã cưỡng bức cô ta. Cha! Việc tích máu nghiệm thân là không đáng tin. Vụ án này của gian cá. Quỳnh ơi, địa bái có khách rồi, triều đình bảo hội qua đi. Mai này Vinh Quy, việc đầu tiên là anh sẽ minh quan cho cha em. Còn việc thứ hai là anh sẽ cưới em. Gian trá! Cô là nguồn gốc của mọi thế lực, gì có? Thầy còn giữ được cái đầu trên cổ là nhờ thầy là cha năng niệm đó. Cái ác chiến thắng, nhân gian đều sẽ tận diệt. Dân chúng cần một vị quan tốt, xã tắc cần một người như anh. Đây là đặc trưng của làng quê Việt. Cánh diều bay tới đâu thì nơi đó là bầu trời của nước Việt, là giang sơn của nước Việt. Ngài muốn cái gì? Khải chúa, công bằng và lẽ phải. Ta không có được nặng niệm thì người cũng không. Tôi ta sẽ không bao giờ mất nhau. Buồn quá. Vậy là nàng Điềm chọn cái kết như vậy sao? Đâu có, cái kết đó tao bịa mà. Phải kể như vậy mới lấy nước mắt ra được, hiểu không? Sự thật là có cá là thằng Quỳnh Đậu. Bây giờ không có cá là thằng Quỳnh Đậu nữa. Bụ nó sống trên đời đừng có mê tín dị đoan, cá chỉ đi ăn thôi.